xin chào quý vị. Kiệt hiện tại đang ở nhà. Tiết trời hôm nay rất là mát mẻ, rất là đẹp. Cũng xe lạnh quý vị. Đối với người dân bản địa là xe lạnh, nhưng đối với mình thì thực sự nó gọi là lạnh lắm kìa. Ngôi nhà rất là dễ thương quý vị ha. Thì Kiệt qua Na Uy thì đang ở ngôi nhà này. Nên Kiệt nói thì thấy cây cối rất đẹp. Nên Kiệt sẽ đi thì sẽ quay những cảnh vật ở đây để mà gửi đến quý vị và cho quý vị xem cho vui mắt cho mình nha. Xin mời quý vị. Xin chào quý vị. Kiệt rất vui được hôm nay đứng trước quý vị, là Kiệt đang đứng ở trên mảnh đất của Na Uy, là một cái khung cảnh rất là tuyệt vời, rất đẹp vô cùng. Thì cái tiết trời hôm nay thì quý vị biết là ở đây á mùa thu, nhưng mà thật sự nó tiếng mùa thu á, Kiệt là người Việt Nam qua thì nó tiếng mùa thu, nhưng mà thật sự mà nói đối với Kiệt nó giống như mùa đông, nó rất lạnh, lạnh việc. Kiệt cũng may mắn là được đến đất nước này. Thì quý vị cũng thấy đó, đó tất cả lá cây đều vàng hết. Nếu thì Kiệt được nghe các anh chị nói, nếu mà khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, nếu không quay phim hay là mình chụp hình những cái bức ảnh đẹp để lại ghi những cái dấu ấn ở đây á, thì thật sự nuối tiếc vô cùng. Cái vì mà cái mùa thu đây á là lá cây được rất đẹp, nhưng mà nó còn thời gian ngắn nữa thì tất cả lá cây á nó sẽ bị rụng hết, nó chuyển sang một cái mùa đông, và mùa đông á thì tất cả đều là tuyết, tuyết trắng hết. Cái việc nói chung cái mùa nào nó cũng có đẹp riêng của nó, nhưng mà chắc có lẽ là do Kiệt có tâm hồn nghệ sĩ thì cho nên thì thích cái mùa thu hơn. Mùa thu thì lá nó rụng, nó nhẹ nhàng, nó cảm thấy con người nó lãng mạn, nó du dương vô cùng. Cho nên Kiệt đến đây để mà Kiệt quay những cái clip, thì Kiệt tính nói chung Kiệt đi đến đâu Kiệt thấy những cái nơi nào đẹp, ok Kiệt sẽ quay cho quý vị xem. Kiệt cũng xin quý vị cùng đi với Kiệt để mà mình trải nghiệm một số cảnh đẹp ở đây nha. Xin quý vị đi với Kiệt nào. Ok, đặc biệt có cái ở đây nè, quý vị. Giờ là sương mù, quý vị thấy ở đó dày đặc hết. Kiệt đi với người cũng đi với Kiệt đó là anh Tùng của lúc bên nước Áo. Tội nghiệp anh, thấy Kiệt cũng lâu qua đây một lần, cho nên anh đi theo hỗ trợ để quay phim cho quý vị xem, quý vị. Kiệt sẽ đi đến đây, đó vì đặc biệt con cái á, Kiệt rất thích ở chỗ này. Những ngôi nhà quý vị thấy không, xây rất là đẹp, người ta cất kiểu rất đẹp vô cùng. Cái đây thì quay hết cho quý vị xem nha. Đó, những ngôi nhà người có những cái mảnh vườn, đó quý vị nhìn một cái gọi là cái không khí nó đã lạnh, nó mát mẻ rồi, mà đặc biệt nó rất là hữu tình quý vị. Ở đây thì Kiệt thích mấy cây lá vàng đó, thì vì thế thì cái mùa này á đặc biệt con cái là nó sắp nó rụng lá hết trơn để mới chuyển sang mùa đông. Nhưng đặc biệt con cái là mùa đông cái cây nó lá nó trơ trội hết, nhưng mà nó giống như là nó ngủ vậy đó quý vị, ngủ đông vậy đó. Đến khi tuyết băng rồi nó tan hết trơn rồi đó, thì lúc đó đó mùa xuân thì bắt đầu nó sẽ đâm chồi nảy nở, nó ra những cái hoa lá rất là đẹp, để cho mình dân bản địa ở đây có những cái hoa rất đẹp vậy. Thì Kiệt xin mời, thì ở đây con cái là Kiệt thích chỗ này nè. Không biết ở đây cái chỗ này để xem sao đây. Đó, cái nhà đi thấy nè. Đó, những cây này nó được bán rất là đẹp thôi ha. Đó, nhà cái kiến trúc nhà ở đây nó đẹp vô cùng. Rồi nó rất đơn giản mà đẹp vô cùng quý vị. Cái cũng thật ra cũng mơ ước sau này mình lớn lên mình có điều kiện để mình cất ngôi nhà. Mà Kiệt thì Kiệt thích một ngôi nhà nhỏ thôi, không có lớn quá, nhưng mà nó cái kiến trúc nó kiểu như vậy, nó rất là dễ thương vậy, thì để mình cảm thấy mình gần gũi với thiên nhiên hơn. Ở đây thì vị tại khi có đi qua thì tiếp tục đi qua thì có những cây táo mình thấy cái trái rất đẹp quý vị, nhưng mà tại vì chủ nhà người ta không có trong nhà cho nên mình không thể nào mình đến mình xin để mà quay cảnh quý vị xem được, thì cũng đó là một điều hơi nuối tiếc ha. Nhưng mà con cái là nó rất đẹp đây quý vị thấy. Đó, táo chín đỏ hết trơn, rụng ở dưới nè. Đó, anh Tùng quay cho quý vị thôi nè. Đó, quý vị thấy không, cây táo rất là đẹp quý vị.
trái nó rụng rất nhiều vì ơi, táo này rất là ngon nha. Táo này là ăn là cực kỳ quý vị. Đó. Ở đây nè. À. Đến đây thì xin mời vị. Đến đây. Cái táo này là trái nó còn nhiều hơn cái táo đó nữa. Đây, anh cùng hỗ trợ em giúp cho em. Quý vị thấy đó là những cái táo trong vườn. Thì có cái là mùa thu cho nên nó cũng rụng lá rồi. Nhưng mà thật sự là nó trái quá nhiều vị. Đó trong vườn kìa. Đó. Đẹp lắm, cái táo rất trái rất đẹp. Táo này trái rất đẹp mà ngon nữa. Đó, kịp đã có dịp ăn rồi. Đó, vì thấy không? Trái rất ok. Môi trường ở đây thì phải công nhận đều rất là tuyệt vời. Xanh sạch đẹp. Ở bên đây thì trên đường thì Kiệt đi đó, Kiệt thấy có một cái rất nhiều nơi mà nghe đâu không chừng là Kiệt nghe những người anh chị nói đó là ở đây người ta chính phủ ở đây người ta rất rất là gọi là kêu gọi người dân nên xài những cái loại xe điện, sử dụng những loại xe điện như là cái hãng của Tesla, cho nên khi Kiệt trên đường đi thấy để mà ta bảo vệ môi trường đó, bảo vệ môi trường Kiệt thì cũng xin mời quý vị đến đây. Cái cây này lúc nãy là Kiệt có quay phim, quay một cái MV cho anh Tùng đó. Kiệt thấy cây này vàng rơi đứt rồi, nó đẹp lắm, cây nó lớn, vàng hết, đẹp cực kỳ cái gì ha, đó. Đặc biệt ở đây có một cái loài chim, thì để nếu mà chút nữa đi đó, mà thì có thấy thì sẽ quay cho vị, nó cũng giống như con chim chích chòe của bên Việt Nam mình ấy, giống chim chích chòe đó, nhưng mà đặc biệt con cá nó lớn vô cùng thì mà con chim đẹp lắm nha, đẹp cực kỳ quý vị. Đó thì thấy cái đó như cô đó, cô dắt con chó đi chơi đó. Ở bên đây thì người ta rất là người nước ngoài thì người ta rất là trưng con chó, thương con chó vô cùng quý vị đó. Thì xin mời quý vị cùng đi tiếp nha. Ngày hôm qua Kiệt với anh Tùng, hai anh em đi quay MV để giữ lưu dấu những cái kỷ niệm đây. Thì đặc biệt có một cái là Kiệt thích vô cùng, đó là mấy con vịt, vịt trời nghe vị, tức là không ai nuôi gì hết, những con vịt nó là thiên nhiên rất đẹp đó, nó dưới hồ thì nó rất là dạng dĩnh, nó dễ thương vô cùng, cái màu sắc là ok tuyệt vời. Nên Kiệt cũng xin mời vị đi với Kiệt xuống coi mấy con vịt đó nha. Lá vàng rụng khắp nơi. Hôm qua quay cho anh Tùng chỗ này đẹp vô cùng. Khi đưa lên YouTube ai cũng hài lòng, ai cũng thích hết trơn á. Nó lãng mạn mà, quý vị thấy là đó. Xác lá rơi đầy, quý vị ha. Thì sẽ đi xuống đây. Bây giờ là nó rụng nhiều hết anh Tùng ha. Dạ. Yeah. Hôm qua thì ít hơn bên này. Đó. Đó, nghe tiếng vịt kêu rồi đó. Bình kêu ở vậy, nó gặp mình, nó rất là dễ thương, nó không có sợ, tại vì ở đây người ta rất là gọi là thương mến những loài động vật, không có ăn thịt nó, cho nên nó rất là tự nhiên, nó rất là dễ thương. Nó không phải gặp mình là nó sợ đâu, nó không sợ gì đó. Mà xin thưa quý vị, đây là không phải người ta nuôi nha, tất cả là thiên nhiên hết, thiên nhiên hết đi đó quý vị. Vịt đó, con vịt đẹp cực kỳ không, nó dễ thương luôn, nó hiền quý vị, hiền lắm. Mà hôm qua là anh Lộc biết không, nó ngày hôm qua em thấy rõ ràng nó của anh Tùng biết ngày hôm qua là nó bay. Ồ, nó bay cũng khiến mình ngày hôm qua là một đàn luôn á. Ồ, nó bay một đàn rất đẹp ha. Đó, và đây là cái dòng suối này. Hôm qua là có quay cái MV cho anh Tùng, hồ đẹp vô cùng quý vị, ai cũng khen ngợi hết. Hôm nay lá rụng nhiều rồi, cũng may mắn là chắc các anh em đã quay phim hết rồi, chứ nếu mà không quay phim thì nay mai đây nó sẽ rụng hết, trụi lá hết thì nó mất cái đẹp, cái lãng mạn của nó đó. Thì
ngoài nói về cây lá vàng, có một cây nữa rất đẹp. Chút xíu nữa Kiệt với anh Tùng cũng sẽ mời quý vị đến xem cây đó, mà cây lá thôi có màu sắc đẹp vô cùng vậy. Rồi để Kiệt xin mời quý vị cùng đi nha. Kính thưa quý vị, như lời đã hứa, Kiệt sẽ mời quý vị đi một xem một cái cây nữa mà Kiệt rất là thích. Cái lá không phải lá vàng nha quý vị nha, lá không lá vàng mà thôi. Khi mà đưa lên phim ảnh thì thấy đẹp vô cùng đó. Nhưng mà trước khi gặp cây đó, Kiệt xin bật mí xíu gặp một cây này. Cái này thì lúc đã Kiệt đi thì Kiệt cùng với anh Tùng có gặp một cái cây rất là dễ thương. Anh Tùng ơi, bên nước Áo anh có cái loại cây này không anh Tùng? Không có cái này anh Tùng không ha. Này quý vị thấy không, lá nó trơ trụi hết trơn, nó không, mình không thấy gì hết. Nhìn là y như một cây đều bị chết khô quý vị, nhưng không phải vậy nha quý vị. Nè, nó có trái nè, quý vị thấy đó, nó có trái nè, rất là dễ thương, rất là nhiều trái đó, rất là nhiều trái quý vị đó. Người ta trồng ở chỗ hàng rào đó nè, đi qua một cái vòng quý vị thấy nè. Trái nhiều quá anh Tùng ha. Dạ. Anh Tùng ha, nhìn như trái nho. Giống như trái nho đó, mình không có biết ăn được hay không, nhưng mà đương nhiên người ta trồng trong nhà thì đương nhiên người ta cũng phải có trẻ em có này nọ, đương nhiên người ta không dám trồng những con trái bậy. Chắc ăn mình chắc chắn đều là cây này sẽ ăn được, nhưng mà có thôi, mình chỉ quay để là cho vị xem thôi cho vui đó. Vị thấy không đó, đặc biệt đây là cây này, cái giống như là cái tùng của tiền. Cái này giống như cái... chắc bá diệp. Chắc bá diệp đúng rồi. Cái dòng họ cái tùng quý vị. Đúng rồi. Dòng họ cái tùng đó, rồi cái chắc bá diệp. Quý vị thấy là xương đậu trên lá nè. Đó, rất đẹp. Trồng hàng rào nó xanh ôm luôn. Không cần phải bón phân, không cần gì hết. Nó do cái thổ dưỡng và cái tiết trời này nó rất đẹp. Thì cho nên mà những loại cây trái rồi nè. Ok, rất vô cùng. Đó, giống như quý vị thấy không, như là cái tiết trời mà ok rồi đó. Anh Tùng cũng vậy. Anh Tùng cao 1m78 1m78 đó, bởi cũng nhờ cái tiết trời cho nên bởi vì ăn bơ sữa thôi đúng không, nó cao to còn em thì tay cao có phô mai thôi đúng không. Đó, vì thấy không, nhà ta bên đây có cái đẹp lắm quý vị ơi, những kiến trúc nhà rất đẹp đây. Và đây là cái cây là Kiệt mời quý vị xem. Lúc nãy Kiệt có quay những cái đoạn phim đó ở trong cái bài hát của anh Tùng. Thì thích vô cùng. Đây kìa, quá đẹp nha, như thế không, nó rụng đầy hết. Cũng là một thương, nhưng mà đặc biệt không phải là lá vàng, lá đỏ vậy. Nó y như là cái cây bên Việt Nam mình làm cái cây giả mà người ta hay mà trưng bày ta bán đi. Đó, đẹp vô cùng, như thấy không. Mà chắc có lẽ là chủ nhà ở đây chắc có lẽ là chủ nhà ở đây cũng rất thích có lẽ màu đỏ. Trên ngoài trồng cái cây lá màu đỏ ra thì vì thấy đó, ở nhà đây nè, đó vì thấy chủ nhà đây người ta cũng sơn cái màu đỏ cho gỗ đi đó, nền thì màu đỏ, và cái khung nhà thì người ta chấp chủ nhà này cái style thích cái màu đỏ, thì cho nên trồng trước nhà thì lại cái cây lá đỏ này. Đặc biệt cái nhà đó, chỉ là hai gam màu trắng và màu đỏ, nhưng cái nền đỏ là nền chủ lực, còn màu trắng thì là để những cái khung cửa, cho nên đâm ra nó nổi bật rất đẹp đi. Sân sân đó những cây tùng, dòng họ cây tùng, cây sắc bá diệp rồi ở đây rất đẹp. Cho nên thôi, việc hôm nay buổi sáng có mấy nhiêu đó thôi, thì xin quay để mà chia sẻ cho quý vị xem để cho vui với Kiệt. Xin chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong một cái video clip lần sau. Xin chào quý vị nha.